Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đẹp NTN. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một mẫu biệt thự nhà vườn hình chữ L. Đó. Trước hết mời các bạn nhìn cái tổng quan phía trước từ cổng vào. Về cái diện tích đất của ngôi nhà này là có diện tích là 14 nhân với 20. Và phía bên kia thì đất được nở hậu rất là đẹp. Thì phía đằng sau là phải khoảng 16 17 mét nhưng mà phía trước là 14 mét các bạn nhé. Đó. Và thiết kế 2 tầng với phong cách hoàn toàn hiện đại. Về cái cổng của bạn ấy là có chiều rộng là 4 mét và hai trụ cổng là vuông 60 bạn nhé. Và xung quanh thì bạn đã trồng hoa hồng rất nhiều. Giờ là mình đang đứng cái góc mặt trước của ngôi nhà đây. Nhưng các bạn nhìn thấy là chiều sâu là 14 mét rưỡi và chiều rộng là 11 mét rưỡi. Đó. Kiến trúc rất là hiện đại các bạn nhé. Và các bạn có thể nhìn thêm cái hệ mái này. Hệ mái theo cái hệ mái của Nhật, của Hàn Quốc ấy nhé. Le ra rất rộng như thế thì nó sẽ bảo vệ được cái bức tường của mình. Và những cái đường trang trí hoàn toàn bằng những đường phào chỉ thẳng phẳng. Và nó cũng có tác dụng giống như một cái mi mắt ở những cái cửa kia bạn nhé. Nó chắn nước mưa. Ở đây mình đang đứng phía sau của ngôi nhà các bạn nhé. Về cách phối màu rồi những cái đường nét cực kỳ hiện đại luôn. Rồi lát nữa đi vào bên trong các bạn sẽ thấy cái sự bất ngờ. Đúng rồi, quá hiện đại rồi, 4.0 quá hiện đại rồi, cún nói chuẩn. Mời các bạn tham quan cái cổng này. Cổng thì bên dưới bạn đổ mái bằng và bên trên đập mái ngói các bạn nhé. Đó. Còn cánh cổng thì đã làm bằng sắt sơn tĩnh điện. Bên đằng trước thì bạn trồng hoa hồng rất nhiều, ngôi nhà của tình yêu và những cái cây to, cây vú sữa, hai cây vú sữa thì cũng mới trồng, đang trong giai đoạn phục hồi. Và đây là một cái cảnh quan nữa, một cái điểm nữa, tất cả cửa của bạn ấy là đều là kính trắng nhé, kính trắng thì ngôi nhà sẽ rất là sáng, mà khi cần tối buông rèm xuống là ok. Và đây là cái khu vực sảnh. Hai cái cột này của bạn ấy có cái chiều rộng cột là 40, hai cột 40 đi vào sảnh. Mặt sảnh thì diện tích một cái chiều rộng sảnh là 1,7 m bạn nhé. Và đây là cái không gian phòng khách của bạn ấy. Rất là trẻ trung hiện đại. Cái bộ ghế này là 60 triệu các bạn nhé. Và cái chiều rộng này là 6 mét này, 6 mét sử dụng này. Và được bạn bố trí rất nhiều cửa. Gạch thì bạn đã sử dụng cái gạch lát sàn 60 mét 2 giả vân đá Ấn Độ. Gạch này là bao tiền mét vuông em ơi? Gạch này gia chủ tiết lộ là 680.000 một mét vuông bạn nhé. Và xuất xứ là từ Ấn Độ đấy. Thực sự là quá đẹp, quá hiện đại luôn. Đó, và cái hệ cửa bên sườn này. Bạn làm cửa kính trắng này rất sáng nhà này. Đây mình đang đứng ở cái chiều dài của chữ N nhé. Mình quay lại một lần nữa để các bạn nhìn này. Đó, để các bạn dễ hình dung này.
Thì cái phòng đầu tiên bạn đã làm phòng khách này, tiếp theo phòng khách là cầu thang này. Phòng khách này của bạn là 5 x 6 các bạn nhé. Diện tích 5 x 6. Và cái khoang cầu thang thì bạn đã thiết kế rất là rộng này. Khoang cầu thang bạn đã để 3,2 m và thiết kế tủ rượu luôn ở khu vực cầu thang này. Đó. Hệ thống đèn đóm rất là đẹp. Ở đây mình đứng phía trong cầu thang quay ra ngoài và đi ra một cái sảnh. Sảnh chính này. Sảnh này rộng hơn sảnh kia. Sảnh này được 2 6 3 18 2,1 m các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Giờ mình đi tiếp vào phía trong nhé. Thì phòng khách xong đến cầu thang xong tiếp đến một cái phòng ngủ. Phòng ngủ ông bà. Con cún nó thuyết minh là phòng ngủ của ông bà. Phòng này có diện tích 18 m², trần phẳng phiu, cửa sổ rất là thoáng đẹp. Giường tủ thì cũng hoàn toàn ăn khớp với ngôi nhà, với cái nét sang trọng hiện đại thằng phẳng và màu gam màu sáng làm chủ đạo, và những cái tông màu cà phê cháy của cửa là những cái điểm nhấn đó. Mình trở lại đó. Tiếp sang là không gian của phòng bếp và phòng ăn. Phòng bếp phòng ăn này có diện tích 25 m² và có một cửa lách đi ra sảnh. Về giao thông của nhà này rất thuận tiện các bạn nhé. Cửa thì quá là ok rồi. Phải nói đây là một cái phòng ăn của khách sạn 2-3 sao chứ không phải là nhà bình thường nữa. Đó. Tủ bếp à. Tủ thì cũng thiết kế những cái cánh tủ rất thông minh. Đó. Về phía cuối công trình thì bạn đã thiết kế phòng vệ sinh. Thì bác gọi làm bóng lâu rồi. Đó, phòng vệ sinh của bạn rất đẹp và bạn làm khu vực tắm ở trong kia. Vách kính ngăn cách bằng vách kính để cho tránh những cái nước nó ướt ra ngoài sàn. Và đây là một cái cửa bạn ấy mở thông ra phía sau. Và còn một khu bếp phụ nữa. Khu bếp này mỗi khi có bạn bè nấu nướng nhiều là bạn sẽ nấu ở ngoài này. Và có một cửa để đi thông xuống nhà bố mẹ rất là gần gũi các bạn nhé. Giờ mình đang đứng ở cuối công trình nhìn ra phía trước. Thì ngôi nhà này như mình giới thiệu ban đầu có chiều sâu là 14 mét các bạn nhé. Giờ chúng ta đi lên trên tầng 2 nhé. Đó. Cầu thang thì bạn được ốp đá rất đẹp. Cái đá ốp cầu thang này cũng rất đặc biệt các bạn nhé. Đá này 2 triệu một mét vuông. Tổng đầu tư ngôi nhà này cả nội thất sân vườn như các bạn đang nhìn thấy là khoảng gần 4 tỷ đấy. Ở đây là cái hệ lam. Lam này là lam gỗ hay lam gì đấy em nhỉ? Mình đang đứng ở trung tâm của cầu thang trên tầng 2. Mời các bạn nhìn xuống phía dưới nhé. Đấy, đèn bạn trang trí đẹp quá. Giờ mình đi ra sảnh của tầng 2 trước nhé.
Ở trên tầng 2 thì bạn đã làm hệ lam bằng bê tông và che kính ở trên này. Toàn bộ kính hết. Ở đây là mình đứng từ bên trên này. Màu trắng kết hợp với màu cà phê cháy. Quá nổi và quá ấn tượng luôn các bạn. Thực sự mình vô cùng thích thú cái ngôi nhà này. Mình cũng đi quay nhiều rồi nhưng mà chưa gặp được ngôi nhà nào giống như ngôi nhà này đẹp. Giờ mình trở lại cầu thang và đi về phía trước các bạn nhé. Thì ngay phía sát cầu thang thì bạn đã bố trí một cái phòng thờ này. Phòng thờ cũng vô cùng đặc biệt. Chỗ này có diện tích khoảng 10 gần 10 mét vuông. 9,6 mét vuông. Đó. Đi tiếp về phía trước. Bạn đã thiết kế một cái phòng ngủ và có hệ tủ âm tường thẳng phẳng. Phòng này có diện tích 18 mét vuông. Cửa sổ thì cũng quá là thoải mái luôn. Đó. Giờ mình đi về phía sau các bạn nhé. Trên sàn của bạn là lát sàn gỗ các bạn nhé. Đó. Trên tầng 2 là tất cả là sàn gỗ luôn. Và trần. Bạn thiết kế đèn quá đẹp luôn. Đó. Đẹp lung linh. Tiếp đến là không gian phòng ngủ. Phòng này thì của hai vợ chồng bạn nên là bạn thiết kế đặc biệt hơn một chút. Thứ nhất là có vệ sinh khép kín ở phía cuối kia. Thứ hai là cái hệ cửa thì cũng vẫn rất là thoáng đẹp các bạn này. Đó, thoáng rộng, tivi điều hòa đầy đủ. Trần rất là đẹp, mình bật nốt điện lên nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Một điều đặc biệt nữa là ở cái cửa này thì bạn đã thiết kế cửa mở bằng mã số như kiểu mã số két nha các bạn nhé. Đó. Tăng cái hệ số an toàn. Ví dụ có những cái điều riêng tư là các bạn cất trong đấy nó yên tâm hơn. Khóa từ đấy. Khóa từ. Dùng hai khóa từ, một cửa ngách để cho con đi học về vào đấy. Cái khóa từ này có trị giá là hơn chục triệu các bạn nhé, hơn chục triệu một cái khóa từ này. À, đi về phía sau thì bạn còn một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này rất xinh, phòng ngủ này là của cháu Bống nhé. Đó. Cháu Bống sinh mà cũng được trang bị rất cái phòng rất là xinh luôn, những cái hình ảnh rất là xinh luôn, thiên nga cái cả, đúng không? Đúng thiên nga không? Thiên nga xong lại có vương niệm kìa. Và đi về phía cuối thì cũng như ở phòng dưới, bạn thiết kế trên một trục đứng có một phòng vệ sinh nữa. Phòng này cũng làm tách riêng cái phần tắm và có đèn sửa các thứ đầy đủ các bạn nhé. Nó tương đương tất cả những cái thiết kế của ngôi nhà này tương đương với khách sạn 2 3 sao. Và phía đối diện thì bạn đã sử dụng cái không gian này để làm cái khu phơi đồ. Đó. Phơi đồ và để máy giặt ở khu vực này. Video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.